Xin chào các anh em thân thiết của kênh Minh Phụng Music. Ở video kỳ trước, mình đã cùng các bạn unbox cây organ K150 hiện đang được các bậc cha mẹ quan tâm dành cho các bé, cũng như dành cho những bạn mới bắt đầu học nhạc với mức giá vô cùng hấp dẫn, chỉ 2.250.000. Thì hôm nay mình sẽ review chi tiết hơn về cây đàn này nhé. K150 sở hữu 5 cổng kết nối, giúp người chơi dễ dàng tối ưu trải nghiệm. Cổng nguồn công suất 9V, cổng phone để kết nối tai nghe với đàn, cổng mic để ghi âm bài hát hoặc biểu diễn trực tiếp, cổng USB sao lưu dữ liệu âm thanh bản nhạc trên đàn, cổng MIDI out truyền dữ liệu MIDI từ đàn sang máy tính, điện thoại và máy tính bảng. Bạn có thể thay bằng 6 viên pin để sử dụng đàn tiện lợi khi đem đi đến lớp học nhạc hoặc đi chơi. Mặt đàn hiển thị đa dạng các chức năng cần thiết. Cụm nút chức năng được bố trí gọn gàng, dễ dàng thao tác và quen thuộc với người chơi đàn organ như tempo, chỉnh tốc độ bài nhạc, metronome đếm nhịp, transpo tăng giảm tông, volume tăng giảm âm lượng, sustain chỉnh độ vang bài nhạc, set độ nhảy phím, double voice trộn tiếng khi split chia bàn phím, thư viện âm thanh khổng lồ lên đến 300 tiếng, 300 điệu và 40 bản nhạc demo. Màn hình LCD hiển thị các thông tin rõ nét, 61 phím đàn vô cùng chắc chắn với cảm ứng lực nhấn, cho phép bạn chơi nhạc với nhiều cung bậc cảm xúc. Đánh mạnh âm thanh to và đánh nhẹ sẽ ra âm thanh êm dịu. Cổng phone cùng với tai nghe, bạn sẽ có được một không gian âm nhạc của riêng mình. Các bạn cùng trải nghiệm chất lượng âm thanh trên K150 với mình nhé. Còn chần chừ gì mà không nhanh tay sở hữu ngay một cây organ giúp bạn khám phá vẻ đẹp của âm nhạc cùng với Minh Phụng Music nào. Cảm ơn mọi người đã xem video kỳ này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những video sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.